vào những ngày xuân hoa đảo hoang dã bên ngoài thành đang nở rộ hương hoa lan rộng một vị trung niên bên hồng bội đao đi trong hoang dã cười ha hả nhìn giang châu thành hùng tráng xa xa trở về rồi mạnh đại giang râu ria trên mặt sống trong dã ngoại ba năm cũng lôi thôi thành thói quen sư một bóng người trượt lóe lên trên bầu trời liền đáp xuống trước người mạnh đại giang chính là mạnh xuyên mạnh xuyên vui mừng nói cha xuyên nhi Mạnh Đại Giang tự hào nhìn Nhi Tử, cười nói. Hôm nay ngươi không đi đời giết yêu vương. Cha, hôm nay cha trở về, người làm con trai như con đương nhiên phải đón gió cho con. Về phần yêu vương, bây giờ đang kết thúc, đã không còn vội vàng như vậy. Mạnh Xuyên cười nói. Mạnh Đại Giang cùng Nhi Tử sóng vai đi trên đường hoang dã, hỏi. Xuyên Nhi, nghe ngươi trong thư nói, đợt đầu tiên liền cắt giảm 500 vị tuần thủ thần tôn. Hiện giờ tuần thủ thần tôn trong vương triều đại chu, Tổng cộng cũng chỉ có 800 người chứ. 805 vị, Mạnh Xuyên gật đầu, tâm tình phức tạp nói. Tuần thủ thần tôn xuất trinh đến nay, gần 7 năm, Vương Triều Đại Chu trước sau phái ra tổng cộng 1579 vị thần tôn tuần thủ, chết trận 763 vị, còn có 11 vị trọng thương bị buộc phải trở về quê hương. Chết trận gần một nửa, Mạnh Đại Giang than thở. Ta tuần tra mấy ngày nay, liền phát hiện càng ngày càng thoải mái đến bây giờ cơ hồ rất khó đụng phải một vị yêu vương nguyên sơn sơn công khai tin tức mới biết được là xuyên nhi người đánh chết trăm vạn yêu vương ừm mạnh xuyên gật đầu ta cũng là hơn nửa năm trước thực lực đột phá dò xét yêu vương so với trước kia mạnh hơn gấp 10 lần mới có thể nắm chắc quét sạch thiên hạ yêu vương phòng chừng mấy tháng nữa quét đuôi cánh còn lại cũng không xa biệt lắm ta làm phụ thân dính ánh sáng của ngươi mạnh đại giang cười nói nếu không phải ngươi, sợ là tuần thủ thần tôn qua mấy chục năm cũng không có cách nào lui. Tổn thất quá nặng nề, Mạnh Xuyên nói. Vương triều Đại Việt, hắc xa vương triều tổn thất so với chúng ta còn nặng hơn một chút, tuần thủ thần tôn trong thiên hạ, ngắn ngủi 7 năm, tử thương hơn phân nửa, nếu cáo dài thêm 10 năm nữa, sợ sẽ chết không sai biệt lắm, ta thậm chí nghĩ, nếu là thực lực sớm ngày đột phá cũng không cần chết nhiều tuần thủ thần tôn như vậy. Mạnh đại giang vỗ vỗ bả vai nhi tử, cười nói nhân gian cũng không thể mọi chuyện như ý người đã rất ưu tú rồi đông đảo tuần thủ thần tôn nếu đã lựa chọn ra liền có chuẩn bị tuy rằng đã chết rất nhiều nhưng cũng cứu được tính mạng của hàng tỷ người ừm mạnh xuyên gật đầu nếu không tuần thủ thần tôn yêu vương tôi tớ tuần thủ trong thiên hạ tùy ý cho trăm vạn yêu vương săn bán nhân tộc hắn mạnh xuyên dò xét đi lợi hại nhưng cũng phần thân không có thuật trăm vạn yêu vương sẽ tàn sát dân chúng trong thiên hạ hơn phân nửa số người chết quả thực không dám tưởng tượng. Có tuần thủ thần tôn chấn nhiếp, để kiểm soát tổn thất ở mức rất nhỏ. Đúng rồi, ngươi nói mùng 8 tháng 4, đi đón mẹ ngươi, mạnh đại giang nhìn nhi tử. Hắc xa động ngây thơ đồng ý. Đồng ý, mạnh xuyên cười nói. Yên tâm đi, ba vị tôn giả hắc xa động thiên đều đồng ý, cũng gửi qua hồi thư, không thể đổi ý. Mạnh đại giang gật gật đầu. Trước khi đi, cha, cha phải thu thập thật tốt, mạnh xuyên nhịn không được nói. Người cũng quá liều lắc rồi. Ta đây, mạnh đại giang nhìn mình một chút, cười ha ha một tiếng. Dã ngoại một mình thật đúng là không thèm để ý, là phải thu thập thu thập. Ngày 8 tháng 4, mạnh đại giang cũng gầy đi một vòng lớn, cường tráng một chút, cũng có vẻ trẻ tuổi không ít, hơn nữa thần là đại nhật cảnh luyện thì thần tôn. Mạnh đại giang thoạt nhìn tượng như ba mươi mấy tuổi. Véo, hai cha con mạnh đại giang và mạnh xuyên phi hành với tốc độ siêu cao trong mây mù đi thẳng về phía hắc xa động thiên cha cha trông trẻ trung như vậy mạnh xuyên quay đầu nhìn phụ thân cười nói không khác nhiều so với năm đó đúng không mạnh đại giang truy vấn tám chín phần tương tự mạnh xuyên đánh giá thân hình bộ dạng đều giống như vậy khí chất càng trầm ổn nội liễm tuần thủ thần tôn cô tịch đối với phụ thân cũng là một loại tôi luyện cái này tốt rồi mạnh đại giang gật gật đầu hiển nhiên có chút khẩn trương đời này hắn khát vọng nhất chính là nhìn thấy thê tử bạch niệm vân vốn tưởng rằng là vĩnh viễn tức núi hiện giờ dĩ nhiên muốn thực hiện hắn cũng kích động vô cùng phía trước mạnh xuyên liếc mắt một cái nhìn thấy một trong những ngọn núi xa xa dưới chân núi có hai đạo thân ảnh đứng ở đó hô hai cha con hạ cánh xuống ánh mắt mạnh đại giang rơi vào trên người thanh y nữ tử xa xa thanh y nữ tử cũng rưng rưng nhìn mạnh đại giang Mạnh Đại Giang không mập nữa, cũng có năm đó cùng thê tử chia tay tám chín phần tương tự. Bạch Niệm Vân thực lực càng mạnh, nhưng phong hồ thần tôn 300 năm thọ mệnh, dung mạo nàng hiện giờ cùng năm đó cơ hồ không có biến hóa, chỉ là khí chất càng trong trẻo lạnh một chút. Nhìn nhau, những kỷ niệm dâng lên trong lòng. Năm đó gặp gỡ, ở chung, yêu nhau, thành con ruột, những ngày ân ái họ sẽ không bao giờ quên. Bởi vì đại quân yêu tộc đồ lục, Bạch Niệm Vân bất chấp bại lộ thân phận nhất định phải ra tay, lần đó phu thê chia tay. Đại Giang, Bạch Niệm Vân nhìn chồng. Niệm Vân, Mạnh Đại Giang kích động chạy tới. Hơn 50 năm rồi, cả hai vợ chồng đều nhìn nhau. Hư, hư ảnh bên cạnh phát ra tiếng hử lạnh. Bạch Niệm Vân từ trong cảm xúc nồng đậm phục hồi tinh thần lại, liên tục lôi kéo Mạnh Đại Giang, cung kính nói. Đại Giang, đây chính là lão tổ tông Bạch Gia Ta, còn không mau bái kiến lão tổ tông mạnh đại giang bái kiến lão tổ tông mạnh đại giang cung kính hành lễ hư ảnh của bạch giao nguyệt dung mạo so với bạch niệm vân còn trẻ hơn nhưng khí tức lạnh như băng kia làm cho mạnh đại giang thần tôn đại nhật cảnh này đều không khỏi run rẩy người chính là mạnh xuyên bạch giao nguyệt lại lời nhìn đôi vợ chồng kia mà là nhìn về phía mạnh xuyên gặp qua giao nguyệt tôn giả mạnh xuyên khom người hành lễ giải quyết trăm vạn yêu vương ngươi đối với nhân tộc có công lớn Bạch Giao Nguyệt hài lòng gật đầu. Đã thật lâu không thấy hậu bối ưu tú thần tôn, ngươi hảo hảo tu hành, sớm ngày bước vào tạo hóa cảnh, yêu tộc bên kia cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ân, Mạnh Xuyên khách khí đáp, đối phương là cường giả sánh ngang với sư tôn, lý quan tôn giả, cũng là lão tổ tông của mẫu thân mình, cũng phải khách khí một chút. Tất nhiên, đó là bởi vì cha mẹ có thể đoàn tụ. Nếu Bạch Giao Nguyệt vẫn không cho cha mẹ đoàn tụ, Mạnh Xuyên sẽ không có tính tình tốt như vậy tương lai thực lực mạnh, đều sẽ mạnh mẽ mang mẫu thân trở về. Hôm nay mà, hắc Sa động thiên nếu thành tâm kết giao, chính mình cũng không tiện vô lễ. Còn hai người, bạch sao nguyệt lạnh như băng nhìn bạch niệm vân, mạnh đại giang. Lão tổ tông, bạch niệm vân cung kính vạn phần, mạnh đại giang cũng cúi đầu nghe giáo huấn. Một người thực lực yếu, người kia là ngu xuẩn, coi trọng cái gọi là tình yêu, căn bản không coi tu hành là nghiêm túc, trà đạp đại lượng tài nguyên của thái âm nhất mạch bạch sao người cười lạnh nói cũng bởi vì mạnh xuyên đối với nhân tộc công lao thật lớn hắc xa động ta thiên tài phá lệ nếu không với tính tình của ta cả hai người không bao giờ sẽ ở bên nhau một lần nữa bạch niệm vân mạnh đại sang nghe giáo huấn cũng không phản bác nhìn thấy hai người của ngươi liền phiền lòng bạch sao người vung tay áo xoay người rời đi hư ảnh dung nhiều vào dãy núi mênh mông biến mất không thấy đi thôi Mạnh đại giang cười nói. Lão Tổ Tông nói những lời này, người không tức giận sao, Bạch Niệm Vân nhìn chồng. Chúng ta đều ở cùng một chỗ, để cho lão nhân gia nàng nói vài câu cũng không có gì. Mạnh đại giang cười rất vui vẻ, hôm nay hắn đích xác vô cùng vui vẻ. Mạnh xuyên ở một bên nhìn, nhìn cha mẹ thân mật vạn phần, mình phảng phất trở thành người ngoài. Bạch Niệm Vân rốt cục quay đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên, hơi có chút cao thỏm hô một câu. Xuyên Nhi, khi chia tay, Mạnh Xuyên chỉ mới 6 tuổi, hiện giờ đã là phong vương thần tôn danh chấn thiên hạ, hơn nữa công huân xuất sắc, cho dù là tạo hóa tôn giả cũng là khách khí tiếp đãi. Làm thế nào để đối mặt cùng với con trai ta? Điều gì sẽ xảy ra nếu một đứa con trai xa lánh mình, sau khi tất cả, nàng đã rời đi khi hắn mới 6 tuổi, hơn 50 năm. Nương, Mạnh Xuyên mỉm cười hô. Một tiếng nương này làm cho Bạch Niệm Vân hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ, không khỏi đi tới, ôm chặt lấy nhi tử. Trong những năm qua, nàng nhớ con trai mình rất nhiều khi nhi từ thành thân nàng càng không kiềm chế được mà đi tới chỉ cầu từ xa lướt mắt một cái mạnh xuyên cũng kích động cảm xúc dung mạo mẫu thân cùng trong trí nhớ câu hồ giống nhau như đúc ánh mắt nhìn mình vẫn dịu dàng như trước đó là ánh mắt của mẫu thân đối với con trai bất cứ khi nào mẹ ta sẽ luôn luôn là một người mẹ mạnh đại giang nhìn hai mẹ con ôm nhau cũng nhếch miệng nở nụ cười cả đời này không đáng sợ cuộc sống này không có gì đáng ngạc béo những ngày tiếp theo Mạnh Xuyên tự nhiên trước sau như một đồi giết đám yêu vương, muốn quét sạch các yêu vương trong thiên hạ. Sư, bàn chân đạp huyết nhận bàn ở sâu trong lòng đất, hóa thành một đạo lưu quang siêu tốc phi hành, bỗng nhiên phát hiện một xào huyệt yêu vương, lôi từ lĩnh vực liền tự nhiên kích phát lôi đỉnh thiểm điện, từng đạo thiểm điện xét đánh khiến một gã yêu tộc hóa thành cho bụi, đám yêu vương cũng cơ hồ đều mất mạng, chỉ có một vị hùng yêu vương trọng thương chạy trốn. Có thể chống lại lôi điện của ta, có thực lực cánh cửa tứ trọng thiên yêu vương mạnh xuyên cắt bước qua hư không thuấn chuyển đến trước mặt hùng yêu vương hùng yêu vương kinh ngạc nhìn nhân tộc đột nhiên xuất hiện trước mắt ánh mắt nhìn nhau trong nháy mắt ánh mắt hùng yêu vương dần dần ngốc trệ sau vài hơi thở ánh mắt hùng yêu vương khôi phục linh động nó cung kính vô cùng chủ nhân ừm cứ đi nghỉ ngơi mạnh xuyên vung tay lên thu vào trong động thiên pháp châu lại có thêm một yêu bộc yêu vương thực lực cánh cửa tứ trọng vẫn rất khó tìm nhưng yêu phó như vậy một người chống lại mười thậm chí hơn mười yêu phó bình thường chờ đem thiên hạ yêu vương quét sạch muốn tìm lại yêu vương thực lực tứ trọng thiên môn ngưỡng mới sẽ không dễ dàng như vậy mạnh xuyên thầm nghĩ phải nắm lấy cơ hội này dưới lòng đất tối tăm vũ tùng yêu vương hắc bảo bác giác hư ảnh nhìn yêu vương trước mắt vũ tùng yêu vương là một con hắc lân xà yêu có lân giáp ngăm đen con người màu xanh biếc giờ phút này cung kính vô cùng. Hiện giờ tình thế ác liệt, chúng ta cũng không cách nào cứu được tất cả yêu vương, mà vũ tùng yêu vương người thiên tư khá cao, cũng rất trẻ tuổi, hy vọng bước vào tứ trọng thiên, cho nên đặc chuẩn, đi tới động thiên tránh né, hắc bảo bác giác nói. Đi theo ta. Ân, vũ tùng yêu vương mừng rỡ. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, hắc bảo bác giác âm thầm liên hệ với từng vị yêu vương, đều là yêu tộc cho rằng có tiềm lực, Điều tiếp dẫn đến động thiên loại nhỏ Vài ngày sau Tiểu động thiên Trong thiên hạ còn sống hơn 30 vạn yêu vương Chúng ta vẻn vẹn chỉ chọn 95 vị yêu vương Hỏa long yêu thánh thở dài nói Chỉ có thể trơ mát nhìn những yêu vương khác bị tàn sát Không có biện pháp Hắc bảo bác giáp bình tĩnh nói Chúng ta phải cẩn thận và động thiên nhỏ này là nơi đóng quân quan trọng nhất của chúng ta Tuyệt đối không thể bại lộ cho nên tam trọng thiên yêu vương tiếp dẫn mang vào phải ít. Chúng ta chọn 95 vị yêu vương, mỗi người đều trẻ tuổi mà thiên tư chắc tuyệt, là người có tiềm lực nhất trong hơn 30 vạn yêu vương thành tứ trọng thiên. Thôi thôi, hỏa long yêu thánh lắc đầu. Chúng ta thua quá thảm, không được chọn, chỉ có thể nhìn đám yêu vương chết đi. Các đế quân thật sự mà kệ hơn 30 vạn yêu vương này, trọng huyền yêu thánh hỏi. Quyết không được thả chúng trở về, hắc bảo bác giác nói, một khi chúng nó trở về, đem tình huống thế giới nhân tộc tiết lộ ra ngoài, để cho vô số yêu vương dưới đáy yêu giới biết thế giới nhân tộc nguy hiểm như thế nào, tiến vào tử thương thảm trọng cỡ nào, lần sau muốn điều động đại quân sẽ rất khó, cho nên hơn 30 vạn yêu vương này, chết cũng phải chết ở thế giới nhân tộc. Trọng Huyền yêu thánh, Hỏa Long yêu thánh đều khẽ gật đầu. Yêu vương tầng dưới chót đều là con kiến hôi, tuy nói số lượng nhiều như vậy làm cho chúng nó có chút đau lòng, nhưng quyết định của các đế quân, chúng nó cũng đều hiểu rõ bây giờ chúng ta chỉ có thể nằm ngút hắc bảo bác giác trầm thấp nói không có bất kỳ thực lực nào cùng nhân tộc đấu chúng ta chậm rãi tìm kiếm cơ hội từ khoảng cách thế giới đón tới một đám ngũ trọng thiên yêu vương nếu là có thể thành công tiếp dẫn tới sau đó chúng ta có thể trở lại nếu đám ngũ trọng thiên yêu vương không tiếp được chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể trốn tránh vẫn trốn tránh trốn vào cửa thế giới đủ nhiều đủ lớn có lẽ còn có một tia hy vọng hắc bảo bác giác nói không thể đem hy vọng ký thác vào vận khí trọng huyền yêu thánh trầm giọng nói nhất định phải dẫn một đám ngũ trọng thiên yêu vương tiến vào chúng nó đều đã đoạt xá lẻn vào thế giới nhân tộc không có đường lui nhất định phải đánh một trận thiên diều đâu hỏa long yêu thánh hỏi thiên diều đang bế quan tu luyện hắc bảo bác giác nói nó am hiểu chú sát am hiểu nhân quả thôi diễn muốn xé rách vách ngăn thế giới đi khoảng cách giữa thế giới tiếp dẫn chuyện chỉ có hai người có hy vọng làm được hỏa long yêu thánh trọng huyền yêu thánh nhìn nhau tuy rằng các đế quân dốc sức ủng hộ cũng có trọng thường nhưng đi thế giới khoảng cách tiếp dẫn đích xác vô cùng nguy hiểm nhân tộc nhất định sẽ tìm mọi biện pháp ngăn cản chúng chờ đi chờ hai chúng ta tu hành đến ngũ trọng thiên cực hạn lại động thủ hỏa long yêu thánh nói thực lực mạnh hơn một chút có lẽ xé rách thế giới bằng bích là có thể nhanh hơn ba năm hơi thở thời gian nó và trọng huyền yêu thánh tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ hành động mạnh xuyên tiếp tục săn giết yêu vương trong thiên hạ quá nhiều yêu vương chết đi mặc dù liên lạc với nhau rất ít đám yêu vương vẫn hiểu rõ càng ngày càng nhiều trong thế giới nhân tộc liên tục bị tàn sát lại không cho chúng ta trở về yêu giới đây là không cho chúng ta đường sống những lãnh đạo yêu giới kia căn bản không quan tâm chúng ta sống chết hừ cùng lắm đi đầu nhập nhân tộc nhân tộc tam đại tông phái đáp ứng cho chúng ta đường sống các người thật sự là ngu xuẩn nhân tộc cùng yêu tộc cừu sâu như biển mời chào chúng ta chỉ sợ là cạm bẫy nếu chúng ta tự đầu tư vào lưới sợ là còn thảm hơn chết đám yêu vương bị đuổi giết cũng bắt đầu phân hóa một số chủ động đầu hàng đầu hàng nguyên sơ sơn hắc sa động thiên lưỡng giới đảo thần tôn nhân tộc cũng phi thường khách khí tiếp đãi đem những yêu vương đầu hàng này trực tiếp đưa vào trong động thiên đây cũng là miễn phí lao lực trong đó thực lực đủ mạnh cũng có thể thu làm yêu phó làm nhân tộc dốc sức là chuyện tốt biết bao. Cũng có một số phần tử cứng rắn, không tin nhân tộc hào tâm, quyết không đầu hàng, liều mạng trốn đông trốn tây, bất quá 9 phần 9, những ngày tiếp theo đều bị mạnh xuyên tàn sát hoặc thu làm yêu phó, chỉ có ít người đáng thương mới có thể trở thành cá lọt lưới, cả ngày hoảng sợ, chỉ sợ bị tộc nhân phát hiện. Đợi đến mùa đông, mạnh xuyên liền triệt để quét sạch khắp nơi trên thiên hạ. Yêu vương cơ hồ tuyệt tích, thiên hạ dần dần khôi phục an bình, mọi người rốt cục cũng bắt đầu cuộc sống thái bình tha thiết ước mơ phong tuyết quan một trong tám thành quan của vương triều đại chu vù 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 bông tuyết như lông ngỗng phiêu đãng trong thiên địa mọi người trong phong tuyết quan đều sinh hoạt như bình thường thậm chí trên đường phố còn rất náo nhiệt tuyết rơi à cư dân phong tuyết quan đã sớm quen là thành quan lạnh lẽo nhất vương triều đại chu phong tục nơi này và thế giới bên ngoài đều rất khác nhau băng tuyết đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của người dân chúng ta đến phong tuyết quan hơn một tháng gần như hơn phần nửa thời gian đều tuyết rơi Liễu Thất Nguyệt ăn lẩu trong đình nói, bên ngoài rét lạnh thấu xương, nhưng trong đình lại có chút ấm áp. Không bao lâu nữa, người sẽ chán ghét, Mạnh Xuyên cười nói. Tuyết ở đây quanh năm không tan. Ít nhất bây giờ ta cảm thấy rất đẹp, Liễu Thất Nguyệt thưởng thức. Vẫn là những phòng ốc kia, vẫn là những cành cây bù đất kia, nhưng nhiều băng tuyết, tiền hoàn toàn bất đồng, Giang Châu thành vẫn là mùa hè, nơi này lại là tuyết rơi tán loạn. Mạnh Xuyên lộ ra nụ cười miễn là vợ thích nó. Thê tử hiện rời điều đến phong tuyết quan, bát đại thành quan vương triều đại chu, trong đó là đường quan, kiếm hoàng quan đều do tôn giả chấn thủ, mà sáu đại thành quan khác, ban đầu cũng là sáu vị phong vương thần tôn chấn thủ mạnh nhất đương đại, theo thứ tự là chân vũ vương, an hải vương, bạch tượng vương, yên sơn vương, phong tuyết vương, diêm hỏa vương, mà trong đó chân vũ vương, an hải vương, bạch tượng vương đều đạt tới động thiên cảnh, ba vị yên sơn vương, phong tuyết vương, Diêm Hỏa Vương đều là thực lực phong vương đỉnh phong. Về phần các thần tôn phong vương đương đại, như Đông Hà Vương, Nguyên Sơ Sơn Chủ, Dịch Trưởng Lão, Sở Gia Lão Tổ, Độ Dục Vương, Lữ Việt Vương, thực lực đều tương đối yếu một chút. Tất nhiên là, hiện giờ, ngoại trừ lạc đường quan, kiếm hoàng quan vẫn trọng yếu như trước, tầm quan trọng của sáu thành quan lớn khác đã giảm. Bởi vì lục đại thành quan này, nhiều nhất là để cho tới trọng thiên yêu vương tiến vào hiện giờ thế giới nhân tộc đã có mấy trăm vị tứ trọng thiên yêu vương trốn tránh cho dù là hai ngàn thiên yêu vương tứ trọng đều tiến vào cũng không ai động được đại thành nhân tộc yêu tộc cũng phải suy nghĩ đến truyền thừa lo lắng đến việc bồi dưỡng từng đời cường giả cũng không có khả năng đem tất cả tứ trọng thiên yêu vương đều đưa vào như vậy liền tạo thành đoạn đại người trấn thủ của lục đại thành quan cũng thường xuyên luân phiên biến hóa hộ pháp thần thú thần tôn cổ xưa thức tỉnh thần tôn phong vương đường đại luân phiên tới nhưng bình thường đều là phong vương thần tôn trấn thủ cho nên yêu tộc cũng rất ít đến công kích thất nguyệt cho dù là thực lực bình thường cũng có thể dễ dàng trấn thủ một tòa đại thành mạnh xuyên thầm nghĩ mạnh xuyên và liệu thất nguyệt đều ngừng đầu nhìn lại một đạo lưu quang đáp xuống hóa thành thân ảnh u ám chính là nguyên thần phân thân của lý quan tôn giả tôn giả mạnh xuyên liệu thất nguyệt đều đứng dậy ăn lẩu vào một ngày tuyết rơi không tệ không tệ lý quan nguyên thần phân thân cứ đi tới thêm cho ta một bộ bát đũa liễu thất nguyệt lật tay liền chuẩn bị sẵn sàng lý quan ngồi xuống đưa cho mạnh xuyên một tấm bản đồ chi tiết mạnh xuyên ngươi xem trước đi nói xong hắn cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn mạnh xuyên nhìn bản đồ đây là bản đồ thế giới nhân tộc trong đó rất nhiều nơi đều rộng rạp được đánh dấu ra có rất ít cố ý đánh dấu độ sâu cao một số đáy đất rất sâu một số rất cao đây là điểm kết nối giữa thế giới và thế giới nhân tộc lý quan nói ta hao phí một hai tháng chạy khắp thiên hạ đánh dấu tất cả các điểm kết nối mạnh xuyên nhìn và gật đầu trải rộng khắp thiên hạ kể cả hải dương tất cả các điểm kết nối tất cả được kết nối giống như hai vòng tròn bao quanh thế giới nhân tộc yêu tộc bây giờ kiểm lừa kỹ xảo nghèo chưa duy nhất chính là từ thế giới đưa một nhóm thiên yêu vương ngũ trọng tiến vào lý quan tôn giả vừa ăn vừa nói muốn đưa vào đầu tiên phải xác định điểm kết nối bên thế giới nhân tộc còn phải xác định điểm kết nối bên kia khoảng cách thế giới tương ứng, hai điểm kết nối tương ứng để hình thành các tuyến đường kênh. Bước đầu tiên của chúng ta bây giờ chính là căn cứ vào những điểm kết nối này, phán đoán vị trí yêu tộc có khả năng công phá nhất, Lý Quan Tô Giả nói. Sau đó giữ cây đợi thỏ, mạnh xuyên tốc độ của ngươi bây giờ càng kinh người, chỉ cần ngươi âm thầm ẩn giấu một chỗ, một khi địch nhân thử công kích vách ngăn thế giới, ngươi có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tốc độ đủ nhanh trước khi chúng phá vỡ thế giới nhân tộc thế giới hai lớp màng thành cuốn lấy chúng lý quan tôn giả cười nói một khi bị mạnh xuyên ngươi cuốn lấy chúng nó liền xong rồi hiểu rồi mạnh xuyên gật đầu lại nhìn kỹ bản đồ khoảng cách ngươi chạy tới trong mười hơi thở đại khái là bao xa lý quan tôn giả hỏi năm ngàn dặm mạnh xuyên nói nhanh như vậy sao ánh mắt lý quan sáng lên hắn nhìn về phía bản đồ, chỉ về một chỗ. Ta cần ngươi thường xuyên ở đây, vị trí này là trung tâm, chung quanh năm ngàn dặm, điểm kết nối nhiều nhất, hơn nữa cũng là trong hải vực, yêu tộc lựa chọn hải vực làm cờ đột phá, khả năng cũng rất cao. Được rồi, mạnh xuyên gật đầu. Liễu thất nguyệt, xin lỗi, để vợ chồng các ngươi luôn chia tay, lý quan ái nái nói. Đối phó yêu tộc quan trọng hơn, Liễu thất nguyệt cũng mỉm cười nói nếu để cho đám ngũ trọng thiên yêu vương không cách nào từ khoảng cách thế giới tiến vào nhân tộc mới có thể đạt được thái bình lâu dài như vậy yêu tộc cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào cửa vào thế giới mà cửa vào thế giới khuếch trương theo thời gian dần dần khuếch trương trước khi vượt qua giới hạn thừa nhận của nhân tộc thế giới nhân tộc đều sẽ thái bình thậm chí cửa vào thế giới trước khi vượt qua cực hạn thừa nhận của nhân tộc có thể sẽ bắt đầu lùi bước yêu tộc kia vĩnh viễn không có hy vọng cửa vào thế giới là xem vận khí đối với yêu tộc tam đại đế quân mà nói tự nhiên không hy vọng xem vận khí mạnh xuyên hảo hảo tu luyện sớm ngày thành tựu tạo hóa lý quan cười nói một khi thành tựu tạo hóa liền có thể luyện chế ký thác ngưng luyện hóa thân phân tán khắp nơi tôn giả đều có thể ngưng luyện từ nguyên thần hóa thân nguyên thần hóa thân cũng không có sức chiến đấu nhưng cũng có thể khẩn cấp liên lạc có thể so với truyền tấn lệnh bài thuận tiện hơn nhiều mà ký thác vật cũng phải đạt tới tạo hóa tôn giả sau đó bản thân tự mình luyện chứng nối được cho nên như chân vũ vương mạnh xuyên hoàng diêu lão tổ rất nhiều nguyên thần từng năm trước khi không có đột phá đến tạo hóa cấp độ là không cách nào luyện chế ký thác duy trì nguyên thần hóa thân ta mới thành phong vương mấy năm mà thôi còn sớm mạnh xuyên nói cũng đúng với thiên phú của người nói không chừng trước tiên đạt tới nguyên thần tầng 6, lý quan cười nói như vậy có thể trực tiếp ngưng luyện ra một tôn nguyên thần phân thân sư sư an hải vương đi tới nguyên sơ sơn bái kiến sư tôn tôn giả an hải vương ở hậu viện động thiên các cung kính hành lễ với tần ngũ lý quan lạc đường một bên còn đứng kiếm cửu vương hai người các người tùy chúng ta đến ba người lý quan đi phía trước an hải vương kiếm cửu vương có chức nghi hoặc đi theo phía sau đi tới một tòa phòng bình thường sau đó đi về phía bức tranh thương nguyên tổ sư treo trên vách tường năm đạo thân ảnh bọn họ càng đi càng nhỏ cuối cùng nhỏ bé như phủ bụi đi vào trong bức tranh kiếm cửu vương còn khiếp sợ nhìn bức tranh vô cùng to lớn này mà an hải vương coi như bình tĩnh bởi vì hắn đi vào từ bức tranh bước vào đại điện và sau đó đến quảng trường tại sao ba tòa nhà mới xuất hiện an hải vương có chút nghi hoặc nhìn quần tinh lâu chiến thần tháp tâm hải điện mới xuất hiện trên quảng trường đó là quần tinh lâu lý quan chỉ vào nói là thương nguyên tổ sư lang bạt thời không trường hà sàng lọc ra điển tịch chân quý, cảm thấy thích hợp với đệ tử hậu bối, mới cất giữ ở đây, tổng cộng 98 quyền, mỗi người vô cùng chân quý. Thư nguyên tổ sư lưu lại điển tịch, kiếm cử vương kích động, an hải vương lại nghi hoặc, sau nhiều năm, tại sao ta không bao giờ nghe nói về nó? 98 quyển điển tịch này, lấy điển tịch kiếp cảnh, điển tịch cấp đế quân làm chủ, cùng với rất ít điển tịch cấp tôn giả, Lý Quan tiếp tục nói. Điển tịch tôn giả cực ít này, mỗi người đều bất phàm, thậm chí có chút, tạo hóa tôn giả nếu luyện đến viên mãn, đều có vọng vượt qua cấp trảm đế quân. Việt giai trảm đế quân, kiếm cửu vương, An Hải vương nghe cũng không thể tin được. Nguyên sơ sơn ta, đệ tử đạt tới pháp vực cảnh, điển tịch dưới kiếp cảnh, có thể tùy chọn tam môn, lý quan nói. Sau khi đạt tới động thiên cảnh, điển tịch bên trong có thể tùy ý lật xem. Ân, kiếm cử vương mừng rỡ, An Hải Vương ngại sững sờ nghe. Bên trong điển tịch tùy ý lật xem, ta mấy năm nay, từ yêu tộc bên kia cũng mới vất vả đạt được ba môn tôn giả cấp thời gian nhất mạch tuyệt học, muốn cầu một môn đế quân cấp thời gian nhất mạch tuyệt học mà không thể có được. Hiện giờ tuyệt học đế quân cấp, kiếp cảnh bạc ta lật xem. Tại sao đến bây giờ, mới nói cho chúng ta biết, An Hải Vương nhịn không được nói. Bởi vì lúc trước, Nguyên Sơ Sơn cũng không có những thứ này, Lý Quan mỉm cười nói các ngươi phải cảm tạ mạnh xuyên là mạnh xuyên trải qua gian khổ đạt được quần tinh lâu hơn nữa tặng cho nguyên sơ sơn các ngươi mới có cơ hội tu hành mạnh xuyên được quần tinh lâu hiến cho nguyên sơ sơn an hải vương trầm mặc tông hầu tiệc hắn đã dốc sức bồi dưỡng ngay cả nguyên bảo cũng ban cho nếu là sớm có điển tịch đã sớm ban cho chỉ là quá khứ không có mạnh sư huynh thật sự là rất giỏi quần tinh lâu cất giấu nhiều tuyệt học chân quý như vậy cũng không độc chiếm, cam tâm hiến cho tông phái, để cho chúng ta đều có thể tìm hiểu tu luyện, kiếm cử vương cũng sợ hãi nói. Lòng dạ như thế, quả thật làm cho người ta không phục. Đúng là rất giỏi, An Hải Vương cũng nói theo, tâm chiều của hắn còn đang kích động. Nếu là sớm biết bây giờ, hạt tất cùng yêu tộc hư cùng ủy già, từng tiết lộ tình báo cho yêu tộc, tuy rằng đều là trải qua suy nghĩ kỹ càng của hắn mới thả ra, đối với nhân tộc không ảnh hưởng căn bản, nhưng vẫn tạo thành tổn thất nhân tộc thậm chí tạo thành một bộ phận thần tôn chết trận. An Hải Vương từng tự thuyết phục mình. Một số ít thần tôn bình thường, ảnh hưởng đến chiến tranh lần này có thể bỏ qua, miễn là ta trở nên mạnh mẽ hơn, ta đóng góp gấp 10 lần và 100 lần họ. Trong nội tâm dày vò, hắn cũng lập lời thề. Chư vị đồng môn, nợ các ngươi, tiết đình ta kiếp sau trả lại, và để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, ta phải làm điều đó. Nhưng bây giờ lại phát hiện, đó đều trở thành chuyện cười. Cũng được, ít nhất tuyệt học của yêu tộc để ta sớm đạt tới động thiên cảnh, lại ngộ ra sát triều sơn thu kiếp, an hải vương yên lặng nói. Về phần về sau cũng không cần phải cho yêu tộc chỗ tốt, ngược lại có thể cho vài tin tức giả. Đi vào đi, cẩn thận lật xem từng quyền tuyệt học giới thiệu, lựa chọn nhu cầu của mình, lý quan phân phó. Một khi học xong chuyển thừa, lập tức đi ra. Ân, an hải vương kiếm cửu vương lập tức đáp lệnh, đồng thời đi vào tuyệt học trong quần tinh lâu đó là thương nguyên tổ sư sàng lọc mỗi một quyền đều làm cho an hải vương kiếm cửu vương nhìn sợ hãi kích động lợi hại quá lợi hại so với tuyệt học yêu tộc cao minh hơn nhiều an hải vương kích động vạn phần hắn không biết thân thể thất kiếp cảnh đại năng so với lục kiếp cảnh đại năng nhìn như chỉ cao một bước sự khác biệt là rất lớn thất kiếp cảnh đại năng đại biểu cho truyền thuyết đại biểu cho sự bất khả chiến bại bởi vì rất khó tìm được so với thất kiếp cảnh đại năng lực mạnh hơn như thương nguyên tổ sư thực lực dài đang đẳng thọ mệnh ngao du phạm vi rộng lớn cũng chỉ là đụng phải một vị bát kiếp cảnh đại năng những sinh mệnh khác không có khả năng đụng phải bát kiếp cảnh cho dù đụng phải cũng nhìn không thấy cho nên dưới tình huống bình thường thất kiếp cảnh đại năng đã là vô tận khu vực rộng lớn vô địch mà tồn tại vô địch có thể đạt được rất nhiều tuyệt học chân quý hơn đây cũng là nguyên nhân khiến ba vị đế quân yêu tộc thèm thuồng thương nguyên tổ sư bảo tàng như vậy một canh giờ sau kiếm cửu vương an hải vương sau khi học tuyệt học cũng đều bị tôn giả đưa đi. Hy vọng tuyệt học quần tinh lâu, để An Hải Vương tu hành nhanh hơn, Tần Ngũ cười nói. Tuy rằng An Hải Vương ngộ tính không bằng mạnh xuyên, mạnh an, nhưng cách tạo hóa tôn giả lại phi thường tiếp cận. Lạc đường cũng gật đầu nói. Dựa theo dự đoán, hắn cách nguyên thần tầng năm cũng phi thường gần, tùy thời có thể đột phá, một khi đột phá có thể trở thành tạo hóa cảnh. Nguyên sơ sơn chúng ta đã rất lâu rồi không có tạo hóa cảnh mới. Cái này không gấp được, Lý Quan nói. Trước tiên mau chóng để cho tất cả thần tôn phong vương đều đến quần tinh lâu học một lần, đến bây giờ mới học được năm vị phong vương thần tôn, quá chậm. Phải có một nhóm đến, Lạc Đường nói. Dù sao khi phong vương thần tôn rời khỏi chấn thủ thành trì, chúng ta cũng là an bài hộ pháp thần thú tạm thời thay thế, chỉ có thể đến từng nhóm. Trong vòng nửa tháng, tất cả thần tôn phong vương ở nguyên sơ sơn ta đều có thể học xong, Tần Ngũ cũng nói. Ừm. lý quan gật gật đầu, bỗng nhiên hắn sinh ra cảm ứng quay đầu nhìn lại, họ đã trở lại, tần ngũ lộ ra vẻ vui mừng, chân vũ vương, bành mục, vân điên đều từ khoảng cách thế giới trở về, Véo! rất nhanh, ba đạo thân ảnh từ xa bay tới, cũng đi tới động thiên các, bái kiến ba vị tôn giả, sư tôn, tôn giả, chân vũ vương hơi không người hành lễ, bành mục, vân điên cũng hơi không người hai vị này đều là phong vương thần tôn uy danh lan xa ngàn năm trước thực lực tiếp cận chân vũ vương chúng ta được triệu hoán lúc ấy có bảo vật xuất thế cho nên chỉ hoãn đến bây giờ mới trở về chân vũ vương nói ha ha tùy chúng ta đến đây lý quan mỉm cười gật đầu ba vị tôn giả cũng mang theo chân vũ vương bành mục vân điên đi quần tinh lâu chọn tuyệt học mỗi một nhóm phong vương thần tôn đi học đều sẽ vì quần tinh lâu mà rung động đều nghi hoặc vì sao trước đây chưa từng nghe nói bọn lý quan cũng không giấu giếm thông báo tin tức mạnh xuyên nhận được quần tinh lâu hiến cho nguyên sơ sơn điều này làm cho nguyên sơ sơn chúng phong vương thần tôn đều không khỏi khâm phục mạnh xuyên có thể học được tuyệt học này trong lòng bọn họ cũng đều cảm kích mạnh xuyên an hải vương có chút kích động trở lại trấn thủ thành trì ta học được tam môn kiếp cảnh tuyệt học ngũ môn đế quân cấp tuyệt học một môn, môn tôn giả cấp tuyệt học tất cả đều phù hợp với ta an hải vương khó nén kích động so với những tuyệt học này, tuyệt học yêu tộc thô giáp hơn nhiều, kém hơn nhiều, tuyệt học lợi hại như thế, trong lịch sử nhân tộc lại thất truyền, cũng may Mạnh Xuyên lại tìm về. Việc này, Mạnh Xuyên công lao đương đại, lại có lợi ở thiên thu, An Hải Vương thừa nhận điều này. Những tuyệt học này, trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này đều sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đối với nhân tộc. An Hải Vương nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu. Thời gian trôi qua, và đêm buông xuống. An Hải Vương nhíu mày, trong mắt có một tên không vui hắn đang đắm chìm trong tuyệt học tìm hiểu tự nhiên không thích bị quấy dày hô hắc vụ thẩm thấu cửa sổ bay vào ngưng tụ thành thân ảnh hư ảo hắc vào chuyện gì xảy ra an hải vương lạnh lùng nhìn nó an hải vương tựa hồ không hoan nghênh ta thân ảnh hư ảo của hắc bằng mỉm cười nói hừ thời gian nhất mạch đế quân cấp tuyệt học đến nay một môn cũng không muốn cho ta yêu tộc ngươi không có thành ý như thế Muốn các ngươi dùng làm gì?" An Hải Vương cười lạnh. "Muốn chúng ta dùng gì?" Thân ảnh hư ảo áo đen nở nụ cười. "Xem ra các ngươi đều cho rằng trận chiến tranh này, yêu tộc không còn hy vọng, bắt đầu muốn xóa sạch quan hệ." "Nói đi, chuyện gì?" An Hải Vương nhíu mày. "Vì biểu thị thành ý, yêu tộc ta nguyện ý tặng cho Tuyệt học đế quân nhất mạch thời gian bán bộ cho ngươi." Thân ảnh hư ảo hắc bảo nói. "Một nửa" An Hải Vương nhìn đối phương. Nửa bộ, đó cũng là tuyệt học thời gian nhất mạch cấp đế quân, Hắc Bảo Hư ảo thân ảnh nói. Chỉ cần ngươi tương lai làm ra đủ cống hiến, tự nhiên có thể đem nửa dưới cũng tặng cho ngươi. Vậy tay lên, một cuốn sách màu đỏ sẫm xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi học trước, học xong ta mang đi, thân ảnh hư ảo Hắc Bảo nói. Ồ, An Hải Vương tiếp nhận, lật xem, đồng thời ý niệm thẩm thấu tiếp nhận truyền thừa nửa tuyệt học này. Thế nào, thân ảnh hư ảo của Hắc Bà nhìn An Hải Vương? Có chút ý tứ, An Hải Vương ánh mắt sáng lên. Nửa dưới. Nói đi, người có công hiến đủ, sẽ cho người nửa dưới. Thân ảnh hư ảo Hắc Bà phớt tay thu hồi sách đỏ sậm, mỉm cười nói. Hơn nữa cuộc chiến tranh này còn rất sớm, cửa vào thế giới còn đang không ngừng thay đổi nhiều, quách trương, yêu tộc chúng ta vẫn hy vọng sẽ thắng, Nói xong, thân ảnh hư ảo của hắc Bảo liền tiêu tán rời đi. Hư! Sắc mặt An Hải Vương lạnh xuống. Tuyệt học đế quân rất bình thường, đừng nói là nửa bộ, là hoàn thành, cũng kém xa tuyệt học quần tinh lâu. An Hải Vương hừ lạnh, tuyệt học đế quân trong quần tinh lâu trải qua sàng lọc mới đặt ở đó, tu hành đến viên mãn, phần lớn là có thể vượt cấp chiến đấu, mà yêu tộc cho đế quân cấp tuyệt học, chính là tuyệt học đế quân cấp bình thường. Nếu người đến sớm mấy ngày, ta sợ là sẽ kích động dụng tâm tìm hiểu tu luyện còn bây giờ tìm hiểu về nó là một sự lãng phí thời gian của ta an hải vương nhắm mắt lại tiểu động thiên đám thần tôn này hiện giờ đối với yêu tộc ta cũng không dụng tâm như vậy hắc bảo bác giác nhìn quyển sách đỏ sậm trong tay an hải vương này tuy rằng không cống hiến nhưng nhất định phải đem tuyệt học thượng bộ này cho hắn trước nếu chặt đứt tuyệt học tu luyện khuyết điểm sẽ dần dần bộc phát. Quân cờ An Hải Vương này còn chưa tới lúc dùng, chờ hắn thành tạo hóa cảnh mới là thời điểm vận dụng nó. Một hòn đảo ở phía nam. Ao ao, nước biển nhẹ nhàng đánh vào bãi biển, mạnh xuyên chân trần đi trên bãi cát trắng, xa xa còn có chim biển vỗ cánh bay cao. Đây chính là nơi mạnh xuyên ẩn cư, trong phạm vi năm ngàn dặm từ hắn, có rất nhiều điểm kết nối. Hơn nữa nơi này rời xa đất liền, khả năng yêu tộc lựa chọn từ khu vực này tiến vào khoảng cách thế giới cực cao. Hòn đảo phía nam này quanh năm không có tuyết, thất nguyệt chấn thủ phong tất quan, lại thường xuyên tuyết rơi, mạnh xuyên cười, mỗi tháng hắn cũng trở về một ngày bồi vợ, tuy rằng khoảng cách với nhau mấy vạn dặm nhưng đối với mạnh xuyên mà nói lại là một lát liền đến ừm mạnh xuyên cảm ứng được tín hiệu triệu tập lệnh bài truyền tấn trong ngực nguyên sơ sơn Mạnh Xuyên hơi có chút nghi hoặc, đi theo hóa thành một đạo điện quang xẹt qua bầu trời, đi thẳng đến Nguyên Sơ Sơn. Phi hành bình thường, sau nửa chén trà, Mạnh Xuyên liền đi tới Nguyên Sơ Sơn, đáp xuống Động Thiên Các, là một trong những trưởng lệ giả có địa vị cao nhất Nguyên Sơ Sơn, rất nhiều nơi có thể trực tiếp tiến vào. Mạnh Xuyên tới rồi, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều ngồi ở đó chờ, Lý Quan càng chỉ vào một cái ghế bên cạnh. Ngồi xuống. Sư Tôn, tôn giả, Mạnh Xuyên ngồi xuống, cười nói. Chuyện gì tìm ta? Chúng ta dự định ban cho chân Vũ Vương một kiện bí bảo binh khí cấp độ kiếp cảnh, Lý Quan nói. Việc này quan hệ trọng đại, tự nhiên phải muốn người đồng ý. Binh khí bí bảo kiếp cảnh, Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động cẩn thận lắng nghe. Tôn giả có đề nghị này, nhất định có nguyên nhân. Tần Ngũ giải thích. Chân Vũ Vương Trinh chiến 8 năm giữa thế giới, lại được tuyệt học quần tinh lâu tìm hiểu hơn nửa năm hiện giờ có đột phá đạt tới động thiên cảnh hậu kỳ chân võ nhất mạch của hắn vốn am hiểu chiến đấu vượt giai mặc dù vẫn là thân thể phong vương thần tôn luận thực lực cũng đủ để địch lại cử uyên yêu thánh hắn không phải tạo hóa tôn giả nhưng so với tạo hóa tôn giả bình thường mạnh hơn nhiều nếu là phối hợp với một kiện kiếp cảnh bí bảo binh khí chiến lược sẽ tăng lên rất nhiều cử uyên yêu thánh đủ để địch lại ám hồng lao ngục cử uyên yêu thánh đạt được ám hồng lao ngục Mạnh Xuyên âm thầm giật mình. Nếu không phải ma chỉ bí thuật, hắn cùng thê tử liên thủ đều không địch lại được cửu uyên yêu thánh đạt được ám hồng lao ngục. Trên Vũ Vương cũng đạt tới thực lực như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ cũng là bình thường. Động thiên cảnh tu hành, chưa làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cấp độ, cũng là động thiên hoàn thiện bản thân. Mà hệ thống tuyệt hảo khác nhau cũng không giống nhau, giống như kim liên dáng thế của quần tinh lâu, mặc dù là tuyệt học cấp tôn giả, nhưng tu luyện đến trình độ viên mãn của động thiên cảnh, lại có thể vượt cấp trảm đế quân tuyệt học chiến đấu phi thường nghịch thiên chân võ nhất mạch tự nhiên không nghịch thiên như kim liên giáng thế nhưng cũng phi thường cường đại chân võ nhất mạch đạt tới động thiên cảnh hậu kỳ sánh ngang với động thiên cảnh viên mãn của hệ thống bình thường mặc dù chịu ảnh hưởng của thân thể phong vương thần tôn cũng đủ để địch lại cửu uyên yêu thánh ta đồng ý không có ý kiến mạnh xuyên gật đầu chiến lược cường đại của phe mình là chuyện tốt được rồi lý quan điểm đầu Mạnh Xuyên cũng là trường lệnh giả, việc này phải hắn gật đầu đồng ý. Hơn nửa năm nay, yêu tộc vẫn không có phá hư vách ngăn thế giới, hiển nhiên đang chuẩn bị, lý quan nói tiếp. Mà chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhìn chúng chuẩn bị. Chúng vẫn đang ẩn náu, vậy phải làm sao bây giờ? Mạnh Xuyên hỏi. Tham dò lĩnh vực không phải là tất cả mọi thứ, giống như động thiên loại nhỏ cũng rất am hiểu che giấu, cho nên xào huyệt của yêu tộc, hang ổ thiên yêu ngôn, Mạnh Xuyên đến nay vẫn chưa tìm được chúng ta nghĩ tới tân ngũ nói yêu tộc dựa vào là số lượng thiên yêu vương ngũ trọng đủ nhiều một khi lèn vào thế giới nhân tộc chúng ở trong bóng tối chúng ta đang ở trong sáng đông đảo thiên yêu vương ngũ trọng chúng có thể tập kích các nơi đặc biệt trong đó có một vài thiên yêu vương ngũ trọng cực lợi hại có thể dễ dàng đánh chết phong vương thần tôn bình thường càng có thể tàn sát thần tôn phong hầu mạnh xuyên gật đầu nhân tộc phong vương thần tôn có người cường đại cũng có rất nhiều người yếu phong vương bình thường đều không giữ được thành trì, đám thần tôn phong hầu thì càng đừng nói, như vậy thế giới nhân tộc sẽ nhanh đón một hồi hạo kiếp lớn. Yêu tộc nếu không vội vàng đi thế giới tiếp dẫn, chúng ta liền tiến lên phía trước, tần ngũ nói. Phái phong vương thần tôn mạnh nhất nhân tộc đi vào, đuổi giết tất cả yêu vương. Lạc đường cũng nói. Nếu là thiên yêu vương lợi hại ngũ trọng kia, bị giết hơn phân nửa, cho dù tương lai tiếp nhận thế giới nhân tộc, uy hiếp sẽ nhỏ hơn rất nhiều. "Giết trước, có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu." Lý Quan cũng nói. "Có bí thuật tuyệt học của quần tinh lâu và tâm hải điện, chúng ta có thực lực như vậy." Chân Vũ Vương sẽ nắm giữ một kiện kiếp cảnh bí bảo binh khí, hơn nữa cũng tu luyện ma chủy bí thuật, Lý Quan nói. "Một mình hắn, ở khoảng cách thế giới đủ để đi ngang." Mạnh Xuyên gật đầu đồng ý. Sau khi tu luyện ma chủy bí thuật, lực uy hiếp của Chân Vũ Vương sẽ cực kỳ đáng sợ. "Ngươi cũng đi vào." Lý Quan nói ngươi một mình tự bảo vệ mình có thừa thực lực giết địch vẫn là yếu các yêu vương thần thông khác nhau yêu tộc đế quân cũng sẽ ra sức bồi dưỡng cường giả hài tâm nhất trong đó cho nên sẽ để cho hộ đạo nhân vương thiện cùng ngươi hành động hộ đạo nhân mạnh xuyên trong lòng khẽ động nguyên sơn sơn có hai gã hộ đạo nhân hộ đạo nhân vương thiện chính diện đánh nhau thực lực không tính là mạnh hắn nguyên thần tầng 6, mấy ngày nay cũng tu luyện mấy môn nguyên thần bí thuật cũng tu luyện ma trùy cấm chiêu Lý Quan nói. Hắn phối hợp với ngươi, cả phải cường địch, hộ đạo nhân trước thi triển nguyên thần bí thuật, hai người liên thủ, đủ để đi ngang qua khoảng cách giữa thế giới. Ân, Mạnh Xuyên lập tức tự tin. Thực lực chiến đấu của hắn, phối hợp với nguyên thần bí thuật hộ đạo nhân, đích thật là đi ngang. Bành Mục và Vân Kiếm hải hai người bọn họ tạo thành một đội, Lý Quan nói. Nguyên Sơ Sơn chúng ta kế hoạch ba chi tiểu đội, Trần Vũ Vương một mình hành động, ngươi cùng hộ đạo nhân vương thiện cùng với bảnh mục cùng vân khiếm hải đều đủ để tung hoành khoảng cách giữa thế giới mặc dù thật sự gặp phải tình huống đặc thù không địch lại được cũng đều là có nắm chắc bảo mệnh hai giới đảo và hắc sa động thiên ta cũng liên lạc nội tình bọn họ không bằng chúng ta chẳng qua cũng phải năm vị phong vương thần tôn năm vị phong vương thần tôn này ta dự định để cho bọn họ lập lời thề trái tim cũng để cho bọn họ đi học tập bí thuật tuyệt học của quần tinh lâu và tâm hải điện mạnh xuyên ngươi không có ý kiến gì sao lập lời thề trong lòng vậy thì không sao mạnh xuyên gật đầu ta đồng ý hai giới đảo một đội nguyên sơ sơn tam đội hắc sa động thiên một đội năm chỉ đội ngũ sau khi đạt được bí thuật cường đại thực lực đều tăng lên rất nhiều ngoại trừ thần tôn tham gia chinh chiến giữa thế giới ta và sư tôn ngươi bọn họ thương nghị qua đem tâm hải điện cùng quần tinh lâu đối với hắc sa động thiên bạch sao nguyệt mở ra để cho nàng cũng có thể đến tu hành lý quan nói đương nhiên sẽ để nàng lập lời thề trong lòng ở tâm hải điện làm cho nàng không uy hiếp được nguyên sơ sơn ta chủ yếu là tương lai có thể phải dựa vào nàng ứng đối yêu tộc dù sao luận tiềm lực tu hành trong tạo hóa tôn giả đương đại nàng là cao nhất tần ngũ cũng gật đầu nói vì cuộc chiến tranh này có thể giúp nàng bất quá khẳng định làm cho nàng lực được lời thề trong lòng tôn giả đều suy nghĩ rất chu toàn ta tự nhiên không có ý kiến mạnh xuyên gật đầu được rồi lý quan điểm đầu tiên Mạnh Xuyên, ngươi cứ trở về nghỉ ngơi một thời gian, phòng trừng trong vòng một tháng, các người sẽ xuất phát tiến vào khoảng cách thế giới, khoảng cách chinh chiến thế giới, chỉ sợ sẽ kéo dài thật lâu. Hiểu rồi, trong mắt Mạnh Xuyên có trở mong. Những ngày tiếp theo, Mạnh Xuyên đi gặp cha mẹ, con cái và vợ, bởi vì cuộc chinh chiến này có thể sẽ rất dài. Cha mẹ hiện giờ rất ân ái, hơn nữa áp lực thủ hộ nhân tộc giảm bớt rất nhiều, Mạnh Đại Giang, Bạch Niệm Vân đều không có nhiệm vụ trong người. Hai vợ chồng cùng nhau đi lại thiên hạ, Mạnh Xuyên đi gặp một lần, đều cảm thấy mình có chút dư thừa. Nếu như Mạnh Du cũng có chút ưu tú, cách đại nhật cảnh không xa, ngược lại con trai Mạnh An làm cho Mạnh Xuyên giật mình, tính tình con trai đặc biệt trầm ổn, thực lực càng mạnh kinh người. "Thất Nguyệt, ngươi không phát hiện, An Nhi cùng ta luận bàn, liên tục thi triển bảy bộ thương pháp." Mạnh Xuyên nói. Mỗi một bộ thương pháp đều chưa tới đạo chi cảnh, nhưng luận uy lực lại đạt tới phong hầu đỉnh phong tiêu chuẩn mỗi một bộ thương pháp đều là phong hầu đình phong tiêu chuẩn liễu thất nguyệt kinh ngạc nói nàng bởi vì trấn thủ thành trì thật lâu không gặp quen nhi tử đúng vậy mạnh xuyên gật đầu một bộ thương pháp nghịch thiên thì thôi bảy bộ thương pháp đều có thể vượt sai mà chiến đều có thể đánh chết phong hầu bình thường so với lúc trước ta lợi hại hơn nhiều mặc dù sớm biết nhi tử được thương nguyên tổ sư truyền thừa nhưng yêu nghiệt như thế vẫn làm cho mạnh xuyên kinh hãi hơn nữa nhi tử rất trầm ổn một chút cũng không bởi vì bản thân yêu nghiệt mà kiêu ngạo. Ta đi thế giới khoảng cách, ngắn thì mấy năm, dài thì chỉ sợ mấy chục năm, Mạnh Xuyên nói. Nhưng thứ khác ta đều rất yên tâm, nhưng Du Nhi cùng An Nhi, ngươi đều phải trông chừng một chút. Ừm, liệu thất nguyệt gật đầu. Ta sẽ thường xuyên viết thư cho hai chị em bọn nó. An Nhi cơ duyên phi phàm, nhưng cơ duyên đều đi kèm với khảo nghiệm tôi luyện, thậm chí có chút khảo nghiệm tôi luyện sẽ rất tàn khốc mạnh xuyên nói nếu như cảm thấy không thích hợp ngươi liền viết thư cho nguyên sơ sơn triệu ta trở về từ khoảng cách thế giới thỉnh thoảng trở về một hoặc hai ngày ảnh hưởng không lớn thân là trường lệnh giả đối với nội tình nguyên sơ sơn hiểu rõ rất sâu nhưng bảo vật của thập nhị chấn tông bài danh thứ nhất thương nguyên tổ sư truyền thừa phước cuộc ẩn chứa truyền thừa gì những thử thách nào kho báo nào nhưng một mực không biết đây là bí ẩn nhất của tây tạng chỉ biết ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, cho dù là cơ duyên cấp độ kiếp cảnh cũng có, nhưng Mạnh Xuyên cũng biết, cơ duyên đều đi kèm với khảo nghiệm, giống như thương nguyên động thiên thứ ba, cũng chỉ biết được một bộ phận cơ duyên, một cánh tay thứ tư rốt của cất dấu bí mật gì, cũng không biết, tần ngũ, lý quan bọn họ cũng không biết, đây là bí mật đế quân mới có thể biết được. Có rất nhiều bí mật chưa biết ở Nguyên Sơ Sơn. Con mình có được, nhưng là truyền thừa xếp thứ nhất. Tốt, một khi không thích hợp, sẽ lập tức viết thư cho Nguyên Sơ Sơn, triệu ngươi trở về, liễu thất nguyệt gật đầu. Thời gian sắp rồi, ta nên xuất phát rồi, Mạnh Xuyên nhìn thê tử, nhẹ nhàng ôm lấy liễu thất nguyệt. Liễu thất nguyệt tựa vào trong ngực Mạnh Xuyên, nhẹ giọng nói. Lần này tách ra ngắn thì mấy năm, dài thì mấy chục năm, vợ chồng chúng ta còn chưa tách ra lâu như vậy. Quá khứ tuy rằng bận rộn, mỗi ngày đều thăm dò dưới lòng đất, nhưng buổi tối cũng trở về. Cho dù canh giữ hải đảo, mỗi tháng cũng sẽ trở về lần trước đi thế giới lâu nhất cũng không tới một năm lần này có thể là nhiều thập kỷ tâm tình liễu thất nguyệt cũng rất phức tạp chỉ cần giải quyết uy hiếp của ngũ trọng thiên yêu vương mạnh xuyên nhẹ giọng nói làm cho yêu tộc không cách nào xuyên qua khoảng cách thế giới phái một lượng lớn ngũ trọng thiên yêu vương tiến vào nhân tộc mới có thể đạt được thái bình lâu dài lần chinh chiến này quan hệ rất lớn ta biết liễu thất nguyệt đáp biết chuyện chồng tham gia quan trọng như thế nào nhưng trung quy cũng phải chia tay. Một lát sau. Ta xuất phát, Mạnh Xuyên nói. Phải cẩn thận, Liễu Thất Nguyệt nhìn trượng phu. Đi thế giới, đừng ỉ vào thực lực liền cho là vô địch, số lượng yêu tộc so với chúng ta nhiều hơn, nội tình cũng cực sâu, nhất định không dễ đối phó như vậy, coi trọng địch nhân thế nào cũng không quá đáng. Ừm, Mạnh Xuyên gật đầu. Ta sẽ cẩn thận, véo hóa thành một tia chớp xẹt qua bầu trời, bay về phía nam. Liễu thất nguyệt ngẩng đầu nhìn, bông tuyết vẫn đang bay như trước, không biết từ khi nào, trượng phu mới có thể trở về. Nguyên sơ sơn, động thiên các, khi mạnh xuyên đến, chân vũ phương, bảnh mục, vân kiếm hải, hộ đạo nhân vương thiện đều đã đến. Ta đến trễ, mạnh xuyên cười nói. Ha ha, là chúng ta tới sớm, lão giả tóc bạc mập mạp bảnh mục cười tùng tìm nói bốn người chúng ta mấy ngày nay liền ở ở nguyên sơ sơn tự nhiên buổi sáng sẽ rất nhiều mạnh sư đệ người đem ba đại bảo vật quần tinh lâu chiến thần tháp và tâm hải điện hiến cho tông phái thật sự là làm cho người ta không phục không thôi các thế hệ đệ tử nguyên sơ sơn đều vì vậy mà được lợi đối với nhân tộc có công lớn đối với tông phái có đại công trần vũ vương cũng cười nói cho dù là chúng ta cũng dính chỗ tốt học bí thuật tuyệt học tuyệt vời Dê hồ lão giả vân kiếm hải cùng hộ đạo nhân vương thiện đều cười tùm tìm nhìn mạnh xuyên. Bọn họ là bốn vị phong vương thần tôn gần nhất một hai ngàn năm gần đây, thực lực chân vũ vương đệ nhất, bành mục cùng vân kiếm hải cũng đều có chiến lực tạo hóa cảnh đỉnh cấp, hộ đạo nhân vương thiện cũng là nguyên thần tầng 6. Mạnh xuyên tuy rằng trẻ tuổi nhất, nhưng bốn người bọn họ đều có chút khâm phục mạnh xuyên, công lao của mạnh xuyên đích xác quá trói mát, đồng thời quá nhiều đệ tử được hắn hưởng lợi. Mạnh sư đệ, dựa theo kế hoạch, ta cùng ngươi hành động hộ đạo nhân vương thiện nói hắn mặc quần áo màu đen có chút suy đồi lại là nguyên thần mạnh nhất ở đây đến lúc đó sẽ phiền vương sư huynh chiếu cố mạnh xuyên nói chư vị cũng đều nhận được tình báo của yêu tộc ngũ trọng thiên yêu vương trần vũ vương nói nhưng tình báo cũng có nhược điểm của nó những năm gần đây đám yêu tộc ngũ trọng thiên yêu vương trong khoảng cách thế giới số lượng chúng rất nhiều sau mấy lần giao thủ với chúng ta liền bắt đầu ôm đoàn hình thành từng đội ngũ cường đại quan sát cảnh thế giới sinh ra giữa thế giới có một bộ phận yêu vương đều có chút đột phá mạnh xuyên gật đầu mình chân vũ vương diêm xích đồng bao gồm tiết phong đã chết rất nhiều người ở trong khoảng cách thế giới đều sẽ có đột phá yêu tộc mấy trăm vị ngũ trọng thiên yêu vương trong đó đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong có gần 190 vị chân vũ vương nói những năm gần đây trong khoảng cách giữa thế giới những thứ này ngũ trọng thiên đỉnh phong có rất ít bước ra một bước mấu chốt có được thực lực địch lại yêu thánh thậm chí có chút tùy thời có thể thành yêu thánh chỉ là hoàn cảnh giữa thế giới không cách nào thừa nhận yêu thánh cho nên tạm thời nhịn đông đảo yêu vương thực lực tinh tiến chúng ta không có khả năng tất cả đều biết chân vũ vương nói chỉ có thể dò rét được một bộ phận nhỏ cho nên tình báo có khiếm khuyết có thể tham khảo không thể toàn tin mọi người mạnh xuyên đều gật đầu chân vũ vương đầu lang bạt ở bên trong mấy năm hơn nữa thuộc loại chiến lược mạnh nhất, lời nói của hắn, tự nhiên càng có sức thuyết phục. Khoảng cách giữa thế giới, đối với phong vương thần tôn chúng ta là đại cơ duyên, chân vũ vương thở dài nói. Tuyệt đại đa số ngũ trọng thiên yêu vương đều đi vào, mấy năm nay không ít thực lực đều có đột phá, mà nhân tộc chúng ta, phần lớn phải chấn thủ thành trì, chỉ. chỉ có thể một bộ phận rất nhỏ đi vào, thu được chỗ tốt, cũng không có cách nào cùng yêu tộc so sánh. Số lượng chúng ta ít, quá yếu đi vào quá nguy hiểm, Bành Mục nói. Ngược lại phái chúng ta những người thực lực đủ mạnh, mặc dù giết bất tử yêu vương, tự bảo vệ mình cũng đủ. Ừm, trước khi đi vào, ta cần nhắc nhiều lần nữa, cần phải cẩn thận khổng tức quân chủ, Trần Vũ Vương nói. Vương Thiện Huynh có thể dùng ma chủy thử xem, có thể hay không đối phó nó, không có cách nào khác là cần thiết để thử, nếu ma chủy cũng không giết được nó, phát hiện nó, liền lập tức chạy trốn. Đám người mạnh xuyên gật đầu, Dựa theo tình báo thu thập được mà xem. Khổng Tước quân chủ đích xác rất đáng sợ, Chân Vũ Vương từng cùng nó giao thủ, bị Khổng Tước quân vương hoàn toàn áp chế đánh, may mắn chân võ nhất mạch Tuyệt Học hộ thân thực lực cực mạnh, mới khiêm xuống. Đương nhiên hiện giờ thực lực Chân Vũ Vương đột phá, lại được bí bảo kiếp cảnh, có sức mạnh để đối phó Khổng Tước quân chủ, nhưng Phong Vương thần tôn cả người, cũng chỉ có Chân Vũ Vương mới có sức mạnh đối phó Khổng Tước quân chủ. Đã đầy đủ rồi, Lý Quan tôn giả tần ngũ hư ảnh, lạc đường hư ảnh đi tới. Sư tôn, tôn giả, chân vũ vương, mạnh xuyên ai nấy đều hành lễ. Vậy bây giờ xuất phát đi, hắc xa động thiên cùng lưỡng giới đảo cũng hôm nay phái đội ngũ, lý quan tôn giả nói. Chẳng bao lâu, mọi người đi tới ngọn núi vô danh kia, lý quan tôn giả vung tay lên, ầm ầm liền liên tiếp nghiền nát vách ngăn thế giới, cũng oanh phá vách ngăn dựa thế giới. Đi đây, phải cẩn thận, lý quan tôn giả, tần ngũ lạc đường đều nhìn ừm năm người đều gật đầu theo đó liên tiếp bay vào cửa động đi tới khoảng cách giữa thế giới đây là đội ngũ phong vương thần tôn mạnh nhất mà nguyên sơ sơn chúng ta có thể phái ra lý quan tôn giả nói hy vọng đều có thể an toàn trở về tần ngũ lạc đường hai người khẽ gật đầu đều nhìn thế giới dần dần khép lại cửa động vách đá chỉ có thể chờ đợi